大，脑子里太多与常人的想法之间触碰的瞬间，期待你的反应会有什么对话？你要去哪里呀？我能否跟着呢？雨下的那么大，你又在哪里呢？如果此刻不能拥抱你，想呼吸没办法，我真的没有想过今天是星期几，整个脑海里全都是你，放下一切去见你 My baby, my baby, in this sunny, sunny day, would you stay with me? Tập 3. Tôi quyết định thay cho Lạc Thiên Nhất. Chia tay đi. Được, chia tay. Đều vô nghĩa thôi. Cái gì? Alo, Lạc Thiên Nhất. Cái gì? Ồ, được, tôi biết rồi. Ai gọi vậy? Lạc Thiên Nhất. Lạc Thiên Nhất. Làm thế nào bây giờ? Anh ta hẹn tôi tới hội quán Bạch Vân Sơn. Lạc Thiên Nhất, cho đến hội quán Bạch Vân Sơn. Chắc chắn là kẻ lừa đảo, không cần quan tâm. Nhưng anh ấy vừa mới nói Lạc Thiên Nhất hôm lễ gặp mặt các hiện tượng mạng là giả. Nghe càng giống kẻ lừa đảo. Nhưng anh ta nói nếu tôi không đi, anh ta sẽ dùng pháp luật khiến tôi tán gia bại sản. Tán gia bại sản? Cô cứ để anh ta kiện. Tôi cũng muốn rất xem Lạc Thiên Nhất có dáng vẻ thế nào. Nè, anh đừng như vậy. Tốt hơn là chuyện lớn quá nhỏ đi. Tôi vẫn nên đi thì hơn. Cô thật sự muốn đi à? Ừ. Là ở chỗ này sao? Ừ. Cô làm gì vậy? Xin chào, tôi là Giang Sở Sở, giám đốc Lạc mời tôi qua đó. Giang Sở Sở tìm Lạc tiên sinh. Được, Giang tiểu thư xin mời. Cảm ơn, cậu không thể vào. Chúng tôi đi cùng nhau. Khách mời chỉ là cô Giang Sở Sở, cho nên cậu không được vào. Vậy cô vào đi, tôi đợi cô ở ngoài này. Có tôi ở đây. Không được sự đồng ý của người chủ mà đụng chạm lung tung, không thích hợp chứ. Tôi Cậu xem, nửa ngày rồi sao còn chưa ra? Giám đốc Lạc, có cần tôi báo cảnh sát không? Hay là liên lạc với bộ phận bảo vệ của tập đoàn? Bỏ đi. Ra rồi, mau trốn đi, đừng để cô ấy phát hiện. Cô không sao chứ? Hay là tôi đưa cô tới chỗ khác ngồi một lát. Sở Sở, cô đừng có dọa tôi. Không phải anh ta làm gì cô rồi chứ? Tôi thấy tôi đã nghĩ sai rồi. Không phải chứ? Cô nói gì thế Sở Sở? Giỏi quá. Hả? Cái gì giỏi? Lạc Thiên Nhất. Lạc Thiên Nhất lợi hại. Trước đây tôi luôn tưởng rằng anh ta là loại giám đốc rất trầm thấp, dịu dàng, nho nhã các kiểu. Ừ, cô nói đúng. Anh xem, chắc anh ta biết tôi chứ. Nhớ lại vẫn thấy hơi ngọt ngào. Cô nói rất có lý. Vậy anh xem, anh ta cũng không phủ nhận, cũng mãi không trả lời, xem như ngầm thừa nhận đi. Ngầm thừa nhận rồi chứ. Tôi nói anh nghe, hôm nay sau khi tôi thấy Lạc Thiên Nhất thật sự, tôi mới phát hiện. Trước đây vừa bắt đầu tôi đã nghĩ sai vậy nấy rồi. Còn người anh ấy có một loại mê lực phong cách cao bồi ngang bướng. Cái gì? Trước đây tôi đã nghĩ Lạc Thiên Nhất quá tầm thường rồi. Không phải, anh ta là kẻ lừa đảo, cô đừng tin anh ta. Không có, lần này chắc chắn là thật. Không, anh ta tuyệt đối không phải thật. Tại sao anh lại không tin lời tôi chứ? Tại sao cô lại có tự tin như vậy? Trực giác của con gái, trực giác của cô đáng tin sao? Được rồi, đùa với anh thôi. Hôm nay tôi nói chuyện với anh ta lâu như vậy, tôi phát hiện anh ta rất coi trọng mấy chuyện về nội y. Hơn nữa đối với nghệ thuật chế tác nội y, từng chi tiết một, anh ta đều hiểu biết rất rõ ràng. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một giám đốc tận tâm tận lực như vậy, hiểu biết về nội y. Nói thật, trước đây tôi thấy anh mô phỏng giám đốc Lạc đã rất giống rồi. Nhưng hôm nay, sau khi tôi gặp anh ta rồi, tôi phát hiện anh chỉ có thể mô phỏng những tật xấu của thầy Lạc thôi. Thầy Lạc sao? Cô nói tôi biết anh ta trông thế nào. Anh ấy rất cao. Cao lắm, rất đẹp trai. Đôi mắt to, sống mũi rất cao. Hơn nữa, anh ấy còn nói với tôi chuyện tôi giả mạo bạn gái của anh ấy sẽ không truy cứu tôi nữa. Anh ta còn có gì nữa không? Anh ấy còn nói với tôi phải dũng cảm, nỗ lực theo đuổi giấc mơ của bản thân. Loại quyết đoán và khí chất này có phải chỉ có thầy Lạc, chị giám đốc thật sự mới có không? Hơn nữa người ta... Sở Sở, cô tỉnh táo lại đi được không? Anh sao vậy? Ồ, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Giống dĩ cô ấy giả mạo bạn gái cậu, sau đó cậu giả mạo bạn trai cô ấy, mà cậu chính là bạn trai cô ấy. Rồi sao? Cậu giả mạo chính bản thân mình. Này, mà bây giờ lại có người giả mạo cậu. Vì vậy cậu lại không thể giả mạo chính mình. Xuất hiện vấn đề rồi. Cuối cùng ai giả mạo cậu vậy? Bây giờ cậu đang giả mạo ai? Bây giờ ai lại là cậu? Rốt cuộc bây giờ cậu lại là ai? Tôi thấy kẻ lừa đảo này chắc chắn không bình thường. Sở Sở mới vào 30 phút mà ra như bị nhập tà giáo vậy. Cậu xem có phải anh ta có ý đồ gì với Sở Sở không? Sau đó cố ý lợi dụng thân phận của tôi. Không thể nào. Chỉ có cậu có ý đồ với cô ấy. Cậu có ý gì? Ý của tôi là cậu nghĩ đi. Nếu nói lừa tiền, cô ấy hình như không có tiền. Phải. Nếu lừa sắc, cậu xem cô ấy, cơ thể ấy, dung mạo ấy, hình như chỉ có người mắc có vấn đề như cậu mới thích cô ấy. Này, nếu nói như vậy, kẻ lừa đảo này chắc chắn là bị mù rồi. Cậu mới là kẻ mù đấy. Tôi có lòng tốt giúp cậu, cậu lại nói tôi như vậy. Tôi đi làm việc của tôi đây. Này, cậu mua gì thế? Cái này cậu không hiểu đâu. Đúng là kẻ mù thì vớ phải cái gì cũng tốt. Cậu xem. Cái này là cái gì? Chẳng phải tiểu ngư gần đây nổi tiếng trên mạng sao? Tôi muốn để cô ấy biết tôi thật sự có thực lực. Thực lực? Ừ, người có thực lực siêu phàm. Phong cách gì cũng có thể xoay được, bao gồm cả phong cách người nổi tiếng trên mạng. Là vậy à? Tôi khuyên cậu chính là mau tìm tiểu ngư của cậu về đi. Cậu có ý gì? Không có gì cả. Chỉ là thấy 2 ngày nữa cậu thất nghiệp rồi. Thất nghiệp cái gì chứ? Đăng Weibo, không rảnh quan tâm tới cậu. Nếu kẻ lừa đảo này không phải tên mù, vậy thì nhắm vào cậu rồi. Vì cậu mới là người có tiền. Nhắm vào tôi. Giang Sở Sở, mày nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Lạc Thiên Nhất. 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 Xa quá rồi, tôi không giới tới. Để giúp tôi đi. Tôi gọi cậu xuống vì hôm qua tôi nghĩ cả đêm. Cuối cùng cũng hiểu rồi. Ừ. Cậu xem đi. Người này có thể giả mạo cậu, hơn nữa còn lừa Sở Sở. Ừ, chứng tỏ anh ta nhất định hiểu cậu, thậm chí còn có thể quen biết cậu. Ừ. Tiếp tục đi. Nói đi. Nói cái gì? Cậu nói tiếp đi. Tôi nói xong rồi. Cậu bảo cậu nghĩ tới đêm. Cậu nói cậu nghĩ thông rồi. Ừ, tôi nghĩ thông rồi. Chẳng phải vừa nãy tôi nói với cậu, cậu và kẻ lừa đảo đó quen biết nhau. Ôi trời, cậu có ngốc không vậy? Thôi được rồi, cái mặt của cậu thì đẹp đẽ lắm rồi. Nghiên cứu lý não đi. Tôi thật lòng thương thay cho cái đầu của cậu. Không được. Gương mặt đẹp trai của tôi, yêu lấy cái đầu của cậu được không? Đi bệnh viện kiểm tra đi. Cứu giới. Đừng mà. Cứu giới, tôi sợ quá. Alo. Alo Sở Sở, hôm nay có rảnh không? Có, rảnh. Vậy thì hay quá. Tiện qua giúp tôi một chút đi. Được thôi, đến studio à? Trời ơi, không phải. Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho anh, đến nhanh nhé. Được, tôi sắp xếp một chút rồi đi ngay. Tôi thấy chất liệu này hơi thô ráp, e là mặc lên sẽ không thoải mái cho lắm. Trọng tâm thiết kế của tôi chính là đặt cảm giác dễ chịu lên hàng đầu. Cho nên thật xin lỗi, còn chất liệu nào khác không? Không sao, để tôi đi tìm. Cảm ơn. Này, cô ẩn sẽ xuất bản à? Anh đến rồi à? Là Lạc Thiên Nhất. Thầy Lạc muốn cho tôi một cơ hội. Thực ra tôi luôn ngưỡng mộ tập đoàn Lạc Thị. Tôi cũng rất thích chuỗi Maracon mới ra mắt. Đáng giá không tốt kia, tôi... Cô tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang đúng không? Thật ra tôi bắt đầu để ý tới cô từ lâu rồi. Nếu không cũng sẽ chẳng mặc kệ cô mạo danh tôi. Chuyện này, thiết kế của cô, tôi xem rồi, rất có năng lực. Sao cô lại không xem xét đến sản phẩm của mình chứ? Tôi cũng muốn lắm, nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc. Ước mơ mà còn phải chờ đợi à? Cô muốn ngày nào cũng chụp ảnh chỉ để quảng cáo mãi sao? Trước khi cô già đi, vẫn nên thực sự phấn đấu, dùng năng lượng của ước mơ làm thay đổi cuộc sống của những người xung quanh. Tôi đã vẽ rất nhiều bản thiết kế. Bản thiết kế của cô có tác dụng gì chứ? Nó thiếu cơ sở thực tế. Cô cho rằng cô đang đi đánh trận sao? Cô thực sự cho rằng mình đang tạo ra sản phẩm à? Tôi cái gì mà tôi? Tôi cảm thấy cô rất khá. Tôi nguyện lấy tài nguyên của Lạc Thị để giúp cô, chỉ cần cô quyết tâm. Thứ tôi cần là cô. Bây giờ tôi sẽ lập tức biến ước mơ thành hành động thực tế, chứ không phải là nói suông. Năng lượng của ước mơ, tôi nói với cô rồi, anh ta là kẻ lừa đảo. Sao cô lại không tin? Hôm nay tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi cũng đâu có muốn. Nhưng mà cứ cho anh ta là kẻ lừa đảo đi. Vậy thì sao? Anh ta nói rất có lý. Tôi phải theo đuổi giấc mơ, có gì mà không thể. Chân lý là chân lý, ai nói không quan trọng. Cô có từng nghĩ nếu như anh ta là CEO thật thì anh ta có thời gian để đến cổ vũ cô, không có việc gì để làm sao? Anh ta làm như vậy chắc là có ý đồ. Cho nên anh nói, nếu như Lạc Thiên Nhất thật đang đứng ở đây, anh ấy hoàn toàn sẽ không nói với tôi những lời như vậy, cũng sẽ không động viên tôi, ủng hộ ước mơ của tôi. Nếu như là Lạc Thiên Nhất thật, tôi nghĩ anh ta sẽ nói, thôi được rồi, tôi không cần anh nói nhiều, anh đem giúp tôi tấm vải bên kia, qua đây đi. Tôi biết là anh lo lắng cho tôi, nhưng đừng có xem nhẹ Sở Sở tôi chứ. Anh tỉnh lại rồi à? Cô làm gì thế? Tôi cho anh. Không có gì, anh xem. Đây là nội y do tôi làm, kiểu mới đó, thế nào? Để tôi xem. Thế nào? Tôi cảm thấy loại này, nếu tôi bán nó với giá 139 đồng, bao gồm tiền công, tiền vận chuyển, bao bì, mỗi chiếc về đến tay tôi cũng phải mất hơn 100 đồng. Nói đến giá cả, nếu mỗi lần chỉ có thể làm 5.000 chiếc, vậy thì tiền thu về sẽ phải trả hết tiền công. Nhưng nếu mỗi lần tôi làm thật nhiều, thì liệu có người mua không? Cũng không tệ. Đến lúc gửi cho sư phụ, nhờ ông ấy sửa lại một chút, dựa vào vận may của cô nữa, không chừng có thể xin một món lời nhỏ. Vận may không phải là đoán mệnh. Bởi vì màu áo này của cô chả có gì đặc sắc. Anh thì biết cái gì? Cô nhìn đi. Cái cô muốn theo đuổi chính là nội y không có gọng sắt, tạo cảm giác thoải mái, nhưng có thể thấy rõ đường cong tại cạnh và mép dưới áo cô không có phần cứng để hỗ trợ nâng ngực. Cho nên mặc dù nhìn thì rất ok, nhưng lại không có khả năng giải quyết vấn đề nâng đỡ. Mặc trong thời gian dài sẽ không thoải mái. À, để thể hiện tốt trước mặt Lạc Thiên Nhất, vẫn nên làm một cái bài test đi. Nói rằng nói bậy. Anh thì hiểu cái gì chứ? Anh còn chẳng học thiết kế nữa mà. Chân lý chính là chân lý, ai nói không quan trọng. Hết việc, đi thôi. Này, chuyện kia, anh nói tôi thật sự có thể sao? Có hay không, trước tiên phải mặc quần áo chỉnh chu. Thực ra ngay từ lúc bắt đầu tìm cách để tạm biệt với Lạc Thiên Nhất, tôi đã biết anh, Từ Miêu và Nam Nam thông đồng với nhau. Hóa ra là cô biết cả rồi. Tôi cũng biết. Tôi biết tôi làm như thế là đẩy studio vào thế mạo hiểm. Hơn nữa, lô sản phẩm đầu tiên làm ra sẽ như thế nào chẳng ai biết được cả. Nhưng tôi biết cô đã rất cố gắng rồi. Bây giờ là thời kỳ tốt đẹp nhất. Giống như một người bình thường như tôi, được người khác thích, được người khác quan tâm, được người khác tín nhiệm, tôi thật sự phải làm một thứ gì đó, làm ra một thứ của chính bản thân mình. Cho nên chuyện này không liên quan tới Lạc Thiên Nhất, đúng không? Tất nhiên là chẳng liên quan rồi. Cho nên tôi muốn hỏi anh, liệu tôi thật sự có thể tạo ra sản phẩm của riêng mình không? Cô có lòng tin không? Không. Cô đã từng nghĩ sẽ làm gì nếu như cô thất bại không? Vậy thì tôi làm lại cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tiếp tục làm cho tới khi thành công. Tôi giúp cô. Nếu như đây là giấc mơ của cô, thì cho dù cô có lòng tin hay không, tôi cũng sẽ giúp cô. Cho dù cô gặp phải bất kỳ khó khăn nào, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô, ủng hộ cô, để cô ngày một tiến gần đến ước mơ. Cho dù cô có thất bại, tôi cũng sẽ giúp cô cứu vãn. Này, người anh em, loại mới nhất, vô cùng thoải mái. Tin tôi đi, nào, để giúp tôi. Này, sao trông giống áo lót vậy? Không phải Duy làm đồ lót cả ngày với Sở Sở, nên giờ trong cái gì cũng giống. Có điều cái này thật sự cũng giống thật đấy. Lại đây, tôi đeo giúp cậu. Tôi không được. Lại đây, đeo thử đi. Tôi thật sự không đeo được. Đối với tiến độ người bình thường thì tốc độ phát triển tình cảm của hai người cũng nhanh thật. Nhanh, đúng vậy. Đến mức có thể cùng nhau làm đồ lót mà không bị đỏ mặt. Hôm nay cô ấy đã đỏ mặt đó. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cô ấy đỏ mặt không phải vì thảo luận về đồ lót, mà là cô ấy đã nhắm trúng cậu. Chẳng trách dạo gần đây cô ấy chăm chỉ tạo sản phẩm, chắc hẳn là muốn trở thành CEO. Sau đó kéo trai bao là cậu về bên cạnh mình. Lộn xộn cái gì vậy? Để tôi nói tiếp cho cậu nghe. Nếu như cậu không nói rõ sự thật cho mọi người, cô ấy sẽ bị tên lừa đảo kia lừa mất. Đến khi đó mọi tội lỗi đổ lên đầu cậu. Nên nói thế nào nhỉ? Gì mà tiền cái gì mà tật ấy nhỉ? Này, ngủ rồi à? Là tiền mất tật mang. Đúng, tiền mất tật mang. Được rồi, ngày mai tôi nói với cô ấy được chưa? Ngoan. Sở Sở. Này, tôi là Lạc Thiên Nhất. Hả? Tôi là CEO Lạc Thiên Nhất của tập đoàn Lạc Thị. Cô sao vậy? Ôi trời ơi, cô đừng có cười. Tôi biết rồi, anh là CEO Lạc với kỹ năng diễn xuất tài tình. Đừng diễn với tôi nữa. Không phải, tôi mới chính là Lạc Thiên Nhất thật, anh ta là giả. Đúng. Quá ra anh mới chính là CEO của tập đoàn Lạc Thị. Đúng, vậy tôi đúng là đứa con gái có mắt như mù rồi. À, đúng rồi, vậy tên lừa đảo tôi gặp ở hội quán Bạch Vân Sơn thì sao? Sao giờ? Tôi sợ quá đi. CEO Lạc, anh có thể giúp tôi? CEO Lạc, sao anh này không nói gì thế? Anh khát nước sao? Tôi đi pha cho anh một tách trà. Không, tôi không uống trà. Tôi uống cà phê. Tôi là Lạc Thiên Nhất. Được rồi, anh xem. Anh làm gì có phong thái CEO của một tập đoàn. Đầu của anh chắc cũng phải 3 ngày chưa gọi. Còn nữa, quần áo của anh tôi thấy như là quần áo được bán ở ngoài vỉa hè, 100 đồng 3 cái. À đúng rồi, ngày nào anh cũng đi xe buýt công cộng. Xe riêng của anh đâu? Tài xế đâu? Trợ lý đâu? Nếu như tôi không phải hòa nhập với mọi người. Anh muốn uống cà phê, tôi đi rót cho anh. Không phải. Anh không sao chứ? Tôi nói cô biết, không thể trông mặt bắt hình dong. Cô nhớ xem, mấy hôm trước ai giúp cô làm báo cáo tài vụ, còn cả hợp đồng thương vụ ai giúp cô bàn bạc, còn cả khách hàng ngoại quốc nữa. Không phải là tôi đi nói chuyện với họ sao? Tôi mà thật sự là tên nghèo vô văn hóa, tôi có thể hiểu nhiều như vậy à? Với Đúc Lạc, cà phê của anh, trà sữa của tôi, bạn đi. Này, tôi thấy anh nói rất có lý. Đúng không? Đúng vậy, cái đó. Nếu như theo lời anh nói, thì 2 năm trước đây, tất cả báo cáo tài vụ tôi tự làm, tất cả hợp đồng tôi tự sửa, tất cả khách hàng đều là tôi bàn bạc. Vậy tôi đã chẳng phải trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng thế giới rồi. Còn có Tử Miêu 5 năm, chắc là top 500 quản lý cao cấp. Tôi nói cô biết. Không đúng. Cô nghĩ kỹ xem. Hội thương mại, nếu tôi thật sự là Lạc Thiên Nhất giả thì chẳng phải lộ tẩy rồi sao? Vấn đề là không hề. Vì vậy tôi chính là Lạc Thiên Nhất. Anh nói cũng có lý, đúng không? Vậy Nơi cao cấp như Bạch Vân Sơn hội quán, nhiều người ra vào như vậy. Nếu thầy Lạc là giả, nhất định bị người khác nhận ra. Thầy Lạc, đúng vậy. À, tôi hỏi anh, hôm nay chỉ số Nasdaq biến động như thế nào? Còn nữa, hôm nay biến động chênh lệch giao dịch sợi bông như thế nào? À, tên của 5 vị giám đốc xưởng nội y thu đông là gì? Tôi biết thật đấy. Được rồi, đừng đùa nữa. Sao anh biết được chứ? Tôi nói cô biết. Rồi, nếu nói anh thật sự là tổng giám đốc Lạc, thì anh ấy làm sao có thời gian chạy đến đây cổ vũ một cô gái như tôi, trừ khi anh ta thích tôi. Làm sao có thể được? Anh ấy nhiều tiền như vậy đúng không? Bên cạnh loại con gái nào chả có. Đi họp thôi. Chứng minh thư của tôi. Wow, cũng giống thật đấy. Được rồi, anh yên tâm. Tôi biết mấy ngày nay anh vất vả. Nhưng mà tôi đã từ chối mấy hợp đồng quảng cáo rồi. Các anh có thể nghỉ ngơi vài ngày. Từ chối quảng cáo? Ừ, tại sao? Làm nội y? Không phải chứ, làm nội y, cô nghĩ kỹ chưa? Phòng làm việc không cần nữa à? Anh yên tâm. Dưới sự dẫn dắt của ông chủ Giang, phòng làm việc của tôi sẽ thăng cấp sản phẩm. Phải hợp rồi. Sở Sở, giỏi vậy. Đang làm đi cùng nhau đi. Món ăn này làm sao thế? Thịt bò dai quá, sao khó ăn vậy? Có ăn là tốt rồi. Chị Ngải nói rồi, trong 3 ngày anh không xử lý xong việc của Giang Sở Sở, chúng ta chấm dứt hợp đồng. Anh cuốn gói đi. Tôi nói anh biết, tôi là cố vấn cao cấp ông chủ các anh mời đến. Anh nói chuyện tôn trọng vào. Anh bất phí lời đi. Anh ăn hay không? Không ăn tôi mang đi. Cô Giang Sở Sở đang ở cửa. Để cô ấy vào đây. Được, mau thu dọn đi. Ảnh cô gửi tới tôi xem rồi. Rất tốt. Sao rồi? Có tìm thấy niềm vui theo đuổi ước mơ không? Cảm ơn thầy Lạc. Nhưng tôi thấy tôi vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Thiết kế của tôi vẫn chưa đủ thành thực. Xem qua tác phẩm thiết kế của cô, tôi thật sự muốn mắng cho mấy thiết kế sư bên Lạc Thị một trận. Họ thiết kế quá lỗi thời, hoàn toàn không có khí chất thời thượng như cô Giang. Thật đó. Anh quá khen rồi. Bây giờ cô rất cần xưởng phải không? Lô hàng đầu tiên, bên tôi lo sản xuất, cô là thiết kế và tiêu thụ. Cái gì? Nếu như lượng tiêu thụ ổn, tôi có thể đưa cô về Lạc Thị, thuyết phục những lão già đó, để Lạc Thị đầu tư cho cô, làm nên thương hiệu cho cô. Anh nói là tôi có thể làm nên thương hiệu. Nhưng mà tôi vẫn muốn làm việc ở thành phố này. Không vấn đề, đầu tư cho cô. Giám đốc Lạc, hợp đồng. 2 bản hiệp nghị, cô xem kỹ đi. Cô nghĩ kỹ xem có muốn hợp tác không. Ký xong rồi tới tìm tôi. Tôi nhất định sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Cảm ơn thầy Lạc. Chuyện đó, thời gian 3 ngày đủ không? Nhất định. Cảm ơn thầy Lạc. Chị Ngải, cá cắn câu rồi. Cô tùy tiện tìm một người đóng vai giám đốc Lạc. Cô nhóc này mắc lừa rồi. Cô ta có vấn đề sao chị Ngải? Còn chẳng phải vì cô ta giống có vấn đề sao? Không chịu động não suy nghĩ kỹ. Sao cô cứ làm khó cô ta vậy? Tôi 100 ngàn. Mấy bộ quần áo này chỉ có tới mức bắt tôi đền 100 ngàn không? Em gái à, đừng có nhắc tới quần áo rách này. Giám đốc Lạc, không lẽ sợ chạy rồi chứ? Anh ấy thật sự đồng ý rồi à? Đương nhiên rồi. Cũng là nói cô ta tùy tiện tìm người mạo danh tổng giám đốc, cho cô một dấu trước, suýt nữa hại tôi mất hết thể diện. Cho nên cô muốn nhân thời cơ báo thù lại cô ta. Cái gọi là đụng chạm thương mại. Thực ra tôi cũng chỉ định giáo huấn cô ta một chút. Có những lúc người làm ăn phải nâng lên hạ xuống được. Chiếm lợi bao nhiêu thì phải đền lại bấy nhiêu. Chị Ngải thỏa thuận chị thiết kế hoàn hảo đặc sắc. Trách nhiệm vi phạm hợp đồng kín kẽ chỉ cần cô nhóc này ký, phòng làm việc đó lập tức di dời. Cao minh. Bà chủ, sao hôm nay chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi? Cô hôm nay có chút bất thường đấy. Có việc lớn cần tuyên bố. Đây là cái gì? Hợp đồng thỏa thuận. Mau xem đi. Hợp đồng thỏa thuận. Quỹ Thiên Y và phòng làm việc Giang Sở Sở. Quỹ Thiên Y. Đúng, chính là quỹ đầu tư của chính Lạc Thiên Nhất. Bà chủ, cô không phải gặp được Lạc Thiên Nhất rồi chứ? Đúng vậy, sau khi chúng ta tụ tập ăn uống. Này, Lục Nhất Thiên, mau ngồi đi. Mau lại đây, xem cái này đi. Chính là cái hôm sau khi chúng ta tụ họp ăn uống, tôi nhận được điện thoại của chính giám đốc Lạc. Trời ơi, dọa tôi sợ chết mất. Tôi vốn tưởng anh ấy đến hỏi tôi về. Kết quả cô đoán xem là sao? Anh ấy muốn hợp tác với tôi. Bà chủ, cô đây là trong quả có phúc. Đúng vậy, tiếp theo công việc quan trọng nhất của phòng làm việc chúng ta chính là phải nắm chắc hợp đồng hợp tác với tập đoàn Lạc Thị. Sở Sở, hợp đồng này cô xem chưa? Đương nhiên rồi, hợp đồng thỏa thuận mà. Hợp tác thế nào? Chính là bên tập đoàn Lạc Thị phụ trách sản xuất, tôi phụ trách tiêu thụ. Vì ai đưa tiền cho ai? Nói gì đến tiền chứ, ảnh hưởng tình cảm, hợp tác. Vậy xem ra cô chưa hiểu hợp đồng này bên trong có vấn đề. Có rất nhiều điều khoản vi phạm hợp đồng liên quan rất phức tạp. Hơn nữa hợp đồng rất bất lợi với chúng ta. Còn có quỹ Thiên Y này nữa, căn bản không hề liên quan tới Lạc Thiên Nhất. Có lẽ là quan hệ tiền bạc phức tạp đằng sau. Mọi người đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tóm lại hợp đồng có vấn đề. Anh đủ rồi đấy, Lục Nhất Thiên. Anh đang làm gì vậy? Quá thân làm luật sư chắc. Giang Sở Sở tôi nghèo thế này, người ta có ý định gì với tôi chứ? Ý gì à? Nếu anh ta muốn lừa cô ký đi. Đến lúc phòng làm việc phá sản, anh ta lấy đi tất cả. Cô nói xem là có ý định gì? Tóm lại, đừng ký, tin tôi đi. Tại sao? Anh ta đã lòi đuôi rồi. Tôi nói cô biết. Lạc Thiên Nhất này tìm cô đừng để ý hắn. Tử Miêu, cô thấy sao? Tôi xem cũng không hiểu hợp đồng lắm. Nam, cậu nói đi. So sánh với người ký hợp đồng thì hợp đồng viết gì càng quan trọng hơn. Tôi thấy Lạc Thiên Nhất này rất hiểu nội y. Không phải cứ hiểu nội y là Lạc Thiên Nhất đâu. Cơ hội này tôi thực sự đợi rất lâu rồi. Tôi sẽ không từ bỏ chỉ vì câu nói của anh đâu. Cô theo đuổi giấc mơ thì đầu óc cũng phải tỉnh táo chứ. Để nào cô muốn mọi người cùng chết với cô sao? Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi nhất định sẽ bị lừa sao? Anh không thể tiếp nhận ý tốt của người khác chắc. Thế giới này đâu có người xấu như vậy. Vậy sao cô không chịu tiếp nhận ý tốt của tôi? Đừng cãi nhau nữa. Mọi người bình tĩnh đi. Tôi rất bình tĩnh. Cô làm gì vậy, bà chủ? Tôi lấy sản phẩm thử. Hôm nay mọi người đang làm được rồi. Alo, xin hỏi phải giám đốc Lạc không? Chào anh, tôi là Giang Sở Sở. Tôi muốn hỏi anh chút, ngày mai có tiện không? Theo đuổi giấc mơ, đầu óc cũng phải tỉnh táo chứ. Lẽ nào cô muốn kéo mọi người chết với cô sao? Sau đó cô ta nói, anh không thể tiếp nhận ý tốt của người khác chắc. Sau đó anh nói thế nào? Tôi nói, vậy sao cô không chịu tiếp nhận ý tốt của tôi? Sao anh lại to tiếng với tôi? Đáng ghét. Đây chính là cách nói chuyện của ông chủ chúng ta với con gái sao? Tôi thật sự chưa từng thấy ông chủ sốt ruột vì con gái. Tôi sốt ruột. Chắc là anh chưa biết tại sao Sở Sở tức giận. Tôi nói anh biết, chúng ta phải nhẹ nhàng với con gái, đừng có nói đạo lý với người ta. Hơn nữa, người ta đang tràn đầy hy vọng. Anh không phân nặng nhẹ đã tạt cho người ta một gáo nước lạnh. Hai người quan hệ gì thế? Người ta cần anh mạo hiểm nhắc nhở sao? Lúc đầu không phải cậu nói cô ấy mắc lừa tính đến đầu tôi sao? Anh xem, không chịu nghe tôi sớm. Bây giờ sốt ruột quá rồi. Tôi không để ý, cũng không sốt ruột. Giám đốc Lạc, theo phân phó của anh, tôi đã điều tra danh sách khách mời. Sở Sở thực sự đi tìm tên lừa đảo kia. Anh có chắc chúng ta không quản không? Không phải không để ý sao? Không quản. Tôi bây giờ nói không quản là không quản. Anh thật sự không đi sao? Không đi. Ai thích đi thì đi. Nghĩ kỹ chưa? Ừ. Hợp đồng ở đây rồi. Vậy chúng ta lúc nào có thể tiến hành kế hoạch bước tiếp theo? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Nếu như đồ hàng này thuận lợi, vậy đợt đẩy mạnh tiêu thụ năm nay, tiếng tăm cô sẽ vang xa. Anh thật sự cảm thấy thiết kế của tôi có thể nhận được sự công nhận của mọi người? Tôi rất có lòng tin với cô. Thầy Lạc, tôi làm sai gì sao? Không sai. Rất tốt. Anh đang cười tôi sao? Tôi đang cười Lạc Thiên Nhất. Không phải không báo thời khắc chưa đến. Bản hợp đồng này tôi sẽ để nó phát huy tác dụng thật tốt. Anh là ai? Cô nói tôi là ai? Tôi là người đã bị hắn cướp mất tất cả. Nếu không phải hắn, tôi cũng không đứng ở đây. Hắn ta có bệnh, xưởng không làm được tiếp. Rõ ràng là vì thị trường biến động. Vậy mà để tôi chịu nỗi oan này. Lạc Thiên Nhất liên quan gì tới tôi? Cô nhóc, thế giới này chính là không nói đạo lý như vậy đó. Làm gì vậy? Lạc Thiên Nhất mà biết anh giả mạo, anh ấy sẽ không bỏ qua đâu. Cô nói lời này không cảm thấy rất châm chọc sao? Lạc Thiên Nhất, cho dù anh ta có đến thật, cô nghĩ anh ta sẽ giúp kẻ lừa đảo cô sao? Lại đang nói tôi sao? Bảo留纯净画面